another shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us? Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh bài Mobile Việt. Thì trong clip mình sẽ chơi vị tướng Thên theo cầu của rất nhiều anh em, một anh chàng bảo kê với phong cách đẩy dầu nhớt đầy vô cùng thú vị nha. Một phong cách này đẩy rất là vui, vừa đẩy vừa làm choáng và vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà từ khi ra mắt anh chàng xịp đỏ Superman thì danh hiệu đệ nhất đẩy đã thuộc về Superman mất rồi. Mà không sao, Thên đẩy rất tốt và đẩy rất sướng. Đáng tiếc trận đấu này thành viên Văn Huyền chết sớm quá, rồi bạn Slim lại bị Ngộ Không bắt. Khổ thân. Ok, đủ mana rồi, mình sẽ đẩy sấp mặt với Elnat và Valet team bạn. Và đang bị Lacrosse team bạn truy sát cộng với Ngộ Không. Ôm mai chuối, tha cho em hai anh ơi. Rồi, gõ cái gì vậy? Lính giết kìa anh em ơi, nhục chưa? Đấy, không cái gì nhục bằng bị lính chết thôi, xong rồi, Ngộ Không có chiêu cuối. Ok, mình quay lại đập một phát để có mạng đổi với Ngộ Không team bạn. Nói chung là cũng không đỗ. Dừng team bạn chết này, và Led team bạn chết này, Ngộ Không chết này. Mặc dù team mình được tính 2 mạng nhưng mà team bạn 3 mạng chết. Đấy, nói chung là một trận đấu team mình rất là cần Led. Mà team bạn đổi mạng như này thì rất là vui. Đấy, không mất trụ là vẫn còn cơ hội giành chiến thắng nha. Một đội hình 2 xạ thủ. Với đội hình này khi sử dụng Van Hên thì mình nghĩ là Van Hên phải nên đồ tanh, một nên đồ mắc khống chế, đồ nhiều đối thủ, phải có áo choàng băng giá và điều Hyuga thì mới đánh được. Ok, mình đang đến đây, cố lên Vân Ca, đẩy Excalibur. Rất tiếc ở pha đó là vũ khí không trúng dụng ca, nếu không có chúng ta có thịt gấu ăn rồi lại có mật gấu để giảm đau và tránh lạnh rất là tuyệt. Ok, đó được thôi. Trong clip mình sẽ chơi vì tướng Thên, trình bày cái chơi, cách chơi này, trang bị bảng ngọc để các bạn chơi Thên tốt hơn nha. Và vì tướng này trong phiên bản tiếp theo không được thay đổi sức mạnh. Rồi chạy đi bạn, có mình ở đây rồi. Con voi lại đẩy sấp mặt voi nha em ơi, quá tuyệt vời và lấy trụ luôn. Vizuka chết rồi, voi chết rồi, còn mối Lacrosse còn xíu máu. Lacrosse ở lại thì ăn ngay quả đẩy rồi. Excalibur của mình nha, chặn đầu lại Excalibur ơi. Bị quân đoàn ma quái của Kali tiến lên bảng điểm số mất rồi. Ở trang bị Thên thì các bạn lên kiểu mẹo mẹo này cho mình nha. Sau khi các bạn lên cái giày hộ vệ thì các bạn sẽ hoàn thành món đồ Team Incubus. Team Incubus thì chính là món đồ cấp 2 của áo choàng thần ra, có khả năng thiêu đốt rồi. Một lượng chút sát thương cho Thên. Sau đó anh em lên giáp hiệp sĩ rồi lên đai kháng phép. Đấy, đấy cái mẹo lên đồ của vị tướng Thên. Thên thì mình nghĩ là lên cái giày hộ vệ sẽ rất là trâu, kết hợp với cái đội tại hồi phục máu ấy, thời điểm đầu game các bạn không sợ những đòn đánh thường của tướng địch. Một pha đổi trụ với team bạn khi mà Van Hên ở dưới đã quá cô đơn. Ok, không sao, ăn rồng rồi, chúng ta tiếp tục đẩy trụ nào. Và đẩy lại team bạn. Ok, và mình đẩy con khỉ nè, choáng này Excalibur. Tiếp tục bạn Valet có một pha lộn hơi ngốc. Quá là ngốc nghếch đi. Và lên bảng điểm số rồi, ăn trụ này Slim ơi. À không, thôi mình với Van Hên có thể ăn trụ được rồi vì team bạn bót mất cả đôi người rồi. Team mình thì Triệu Vân ở trên lại chết. Nói chung là trợ thủ không ở đâu thì ở đó lại bị thọt. Mà trợ thủ đi đến đâu thì team lại có trụ ở đó. Đó là lợi ích của trợ thủ anh em ơi. Một người trợ thủ tuyệt vời cho team. Ai cũng thích, ai cũng mê, bởi vì trợ thủ đến là chúng ta có lợi thế mà. Rồi, thanh niên Nagrod này, choáng này.
bạn Zuka bị chặn đầu. Thành viên không dám chạy đây và đứng kia bị dính ngay nam cơ khí và phát chiêu cuối của Triệu Vân sắp mặt luôn. Sợ thên của anh luôn. Choáng này. Ở đánh thêm thì các bạn nên check bụi thật tốt cho team nhá. Nhất là trong đội hình team mình này rất nhiều xạ thủ. Team bạn thì sát thủ cơ động lại nhiều. Đấy. Thành ra các bạn phải che chắn cho team tốt. Rồi. Chắc chắn Valet chết rồi. Mà Slim về đi bạn ơi. Thôi xong rồi, biết ngay mà. Không về của bán làm gì? Tiếp tục của bán hiền toàn yếu máu không về thôi. Hai lần rồi. Hai bạn này chết chùm với nhau toàn yếu máu không về. La Cross chạy rất là nhanh. Bởi vì team bạn toàn những sát thủ cơ động. Thành ra chơi lúc đùm rồi áp sát rất nhanh, mình không thể nào mà đẩy ra hết được. Đó. Con voi này. Đấy. Con voi này to quá anh em ơi. Đẩy nó không đi được. Ở trang bị của thêm thì có cái mẹo lên 3 đồ cấp 2 đấy. Thì các bạn cứ lên 3 đồ cấp 2, sau đó mình lên được đồ cấp 3 sau nhá. Đấy, xong rồi mình sẽ lên cái khiên thất truyền. Đó, đồ cấp 3 đầu tiên. Đồ này sẽ rất là trâu. Và các bạn sẽ cảm thấy là đi ngay ngang rất là sướng, không ai thèm đánh mình. Đấy, tím bạn nói chung là bỏ qua thêm đi. Mình sẽ bắt Valet. Bị dính nào cơ khí đây, bị choáng đấy. Có quân đoàn ma quái của Kali. Và tiếp tục đẩy vào trong trụ nha. Đẩy nè, choáng nè, chắc chắn chết. Ok. Bá đạo. Ở trận này chỉ cần kéo về lấy game và chúng ta giành chiến thắng thôi. Bởi vì đội hình team mình lên game khỏe hơn. Với Slim bắn lực này. Triệu Vân có đồ này. Ấy ping lỗi rồi. Triệu Vân có đồ này. Kali cũng khỏe này. Thì thực sự là team bạn không đỡ được. Đặc biệt là thêm rất là trâu của lấy game. Rồi định làm gì? Đẩy con xe nhanh em ơi. Không cho nó phá trụ. Nếu mình không kiểm soát được hết các bụi cỏ này thực sự là rất nguy hiểm đối với team, khi mà team bạn rất nhiều những vị tướng đúc bụi khỏe như Nagross, Zuka, Ngộ Không. Về đi các bạn ơi. Nagross này ăn luôn, đẩy luôn nửa cây máu. Thế là mất đánh thôi. Nagross team bạn trận này có lẽ là đợi chơi chiến thuật là đẩy đẻ đi. Ừ, có bảo kê tốt này các bạn làm gì được đâu. Đó. Excalibur luôn này, cấu rỉa máu thì bạn. Và nét bắn mình cũng khá là thốn đấy. Rồi ok. Zuka của đấy khá là khôn đấy, của đấy lao vào là ăn đẩy luôn vào trụ. Cố gắng cái phòng thủ cái trụ đường giữa nha anh em ơi. Bởi vì đây cái trụ quan trọng nhất đối với team. Mất trụ đường giữa thì việc kiểm soát đường tầm nhìn của các bạn sẽ kém đi rất nhiều và tỷ lệ thua rất là cao. Đồ tiếp theo mình sẽ lên cái khiên nha anh em ơi. Khiên Acherion. Các bạn theo dõi clip kỹ của không tour thì các bạn sẽ thấy cái thứ tự lên đồ thì nó sẽ là khỏe nhất. Còn cái đồ mình để trên thì là cái đồ cấp 3 thôi. Đấy. Đồ cấp 3 thôi các bạn nên theo thì nó không đúng với kiểu lên đồ của mình. Kiểu lên đồ này nó tối ưu sức mạnh của vị tướng thên mà. Rồi. Không cái đét dầu người anh em ơi, Excalibur không đủ đam. Ép trụ đứng giữa luôn này anh em ơi. Đây có lợi thế về máu. Có lao có khí, dính chuẩn xác, không đến rồi, đẩy ra luôn này. Chiêu 2 luôn này, thế thôi. Là câu luôn cả tốc biến của Valet. Mà team bạn móc hậu quá kinh. Slim cẩn thận nha.
Rồi, Excalibur này. Rồi tiếp tục vũ không móc. Quá kinh khủng. Team bạn toàn chơi móc sau thôi. Ok, Valet lại đẩy này. Team làm gì bạn ơi? Có chết không? Có chết không? Rồi, và chắc chắn bạn này chết rồi. Đẩy tiếp này. Có mạng cho Slim luôn. Valet team 3 bị đẩy liên tục. Xã thủ không có bảo kê, đánh rất là khó. Ở team mình còn có bảo kê là Thên, team bạn chẳng ai bảo kê cho Valet. Ok, anh kinh công luôn. À, ngọc cho Thên thì các bạn dùng như sau nhá. Đây là vị tướng tanker, đây các bạn dùng ngọc full tank cho mình. Ngọc đỏ các bạn sử dụng bằng ngọc 1% tốc đánh, máu tối đa và giáp. Ngọc tím sẽ là bằng ngọc máu tối đa hồi máu tốc chạy, bằng ngọc đục các bạn sử dụng bằng ngọc máu tối đa và hồi chiêu. Hoặc là thậm chí các bạn có thể sử dụng bằng ngọc 50 giáp, 5 giáp và 5 giáp phép. Mà thường là sẽ là máu tối đa và hồi chiêu nhá. Ở trận này cố gắng kéo lết là giành chiến thắng thôi. Có bùa lợi kinh công rồi. Ôi mít anh em ơi, đẩy thắng luôn đây. Mặc dù team mà đang thua thì bạn hai mạng. Lượng vàng thì không hề thua đâu. Đó, đẩy luôn đây. Kìa, ôi Văn Hên may quá, có tốc biến. Đó là có chết nốt rồi. Hay quá anh em ơi, đẩy thẳng luôn này, thẳng luôn này. Cho phát Excalibur nhưng mà chẳng dính vào ai, khá đáng tiếc. Rồi, mình tanh trụ luôn, đẩy luôn thẳng này và ép team bạn phải giao tranh. Khi mình tanh trụ team bạn bắt buộc phải ra đánh mình. Đấy, và chuẩn bị đẩy về đây. Đẩy về lại, ơi tôi, choáng, ơi tôi. Ngu người. Tính toán là có đấy nhưng mà không ngờ là Ngộ Không để choáng gần cuối. Thế ra mình bị trụ mấy cả Ngộ Không sắp đam chết. Không sao. Một pha gọi là một đổi hai. Và team mình đang có lợi thế rất nhiều để end luôn trận đấu này. Thế trong phiên bản tiếp theo không được tăng sức mạnh, không được boost sức mạnh, cũng chẳng giảm sức mạnh anh em ơi. Ok. Phá trụ kìa. Kali lui về tí xíu. Thôi xong Kali rồi. Không sao, vẫn kết thúc trận đấu và video clip của mình đến đây hết rồi. Xin chào anh em và chào các bạn trong những clip tiếp theo. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được cô bài tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện, còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.